Sáng nay vị luật sư thường hay nói chuyện với tôi, gọi điện nói với tôi một cách là kiểu như là một cái thông tin rất là nóng, thông tin giật gân. Đó là anh nói là chị Hằng đã tuyên bố không nói gì về thầy Minh Tuệ nữa rồi. Tôi hỏi là tuyên bố ở đâu thì anh bảo rằng là có một người gọi điện thoại và anh thông báo như thế. Thì bảo rằng là đã trang của Đại Nam phải đăng lên, thì tôi vào tìm cái trang của Đại Nam và đây mời bà con xem cái này trước rồi tôi sẽ bình luận sau nhé. Đây bà con, Đại Nam Văn hóa Du lịch Thể thao, talk show thông cảm hay vô cảm, trò chuyện cùng CEO Nguyễn Phương Hằng. Đó, nhân dịp chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, CEO Nguyễn Phương Hằng sẽ tổ chức một buổi talk show đặc biệt với chủ đề thông cảm hay vô cảm, chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về vai trò và cảm nhận của phụ nữ trong xã hội hiện đại, cùng suy ngẫm về những giá trị cốt lõi trong giao tiếp và ứng xử của con người, đặc biệt là đối với phái nữ, những người thường xuyên phải đối diện với áp lực vô hình từ gia đình, công việc và xã hội. Trong khuôn khổ talk show, CEO Nguyễn Phương Hằng sẽ đưa ra những phân tích sâu sắc về hai thái cực thông cảm và vô cảm, từ đó truyền tải thông điệp về tầm quan trọng của việc giữ vững tình cảm và sự hỗ trợ lẫn nhau trong xã hội. Đây không chỉ là câu chuyện về phụ nữ mà còn là câu chuyện của toàn xã hội trong việc xây dựng một môi trường sống giàu tính nhân văn và đầy sự thấu hiểu. Talk show này cũng là lời nhắc nhở cũng như là một lời kêu gọi rằng trong mỗi chúng ta đều có khả năng chọn cách phản ứng trước những tình huống trong cuộc sống, lựa chọn thì thông cảm sẽ chia hay để cho vô cảm lấn át tâm hồn. Khá hay đúng không? Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là buổi talk show sẽ chỉ diễn ra trực tiếp. CEO Nguyễn Phương Hằng sẽ giao lưu và trả lời trực tiếp các câu hỏi của khán giả có mặt tại sự kiện, mang đến không khí gần gũi và tương tác chân thành nhất. Tức là sẽ không nhận câu hỏi qua các cái trang trang mạng mà chỉ hỏi trực tiếp, kiểu như là theo tôi nghĩ là lên sân khấu hỏi hay là đứng dưới và cầm micro hỏi chứ không hỏi qua mạng xã hội. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý khán giả tham gia sự kiện này để cùng chia sẻ, đồng cảm và thấu hiểu nhiều hơn về cảm xúc, vai trò của người phụ nữ trong cuộc sống hôm nay. Thời gian 16 giờ cho đến 22 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2024, địa điểm khu biển nước ngọt, khu du lịch Đại Nam. Link đăng ký sự kiện, nó có cái link đăng ký luôn nha bà con. Tất nhiên là ai cũng phải đăng ký, điền họ tên rồi này kia kia nọ vô đây ha. Tóm lại, ở đây cái talk show là dài 6 tiếng đồng hồ. Này thì không thấy ghi cái câu nào, chữ nào liên quan đến là cái việc bàn luận về thầy Minh Tuệ đó. Thế nhưng mà thưa bà con, ở đây tôi vừa xem cái kênh của nhà báo Hoàng Linh, anh là một người cũng khá là thấu hiểu chị Phương Hằng, và anh nói rằng là chị ấy nói như vậy nhưng mà trong cái quá trình talk show, nếu mà bất ngờ có một người nào đó hỏi thì có khi chị ấy sẽ trả lời, bởi vì chị này là chị ấy rất là ngẫu hứng. Thì tôi nghĩ cũng có khả năng như vậy đấy, có khả năng nếu ai hỏi thì sẽ trả lời nha bà con. Chứ không phải rằng là chương trình không có thì sẽ không có nói, hoàn toàn không có nói về chuyện đó. Như nhiều lần trước là tôi có nói rằng là chị Hằng này chị nói chuyện, chị talk show thì không có một cái chủ đề, mặc dầu có ghi ra chủ đề đấy nhưng mà nó sẽ biến hóa khôn lường, biến hóa không ai có thể là lường trước được. Do đó nhiều khi chỉ cần một câu hỏi nào đó xa xa gần gần là chị sẽ quay trở lại cái chuyện thầy Minh Tuệ, và khi đó thì cũng chưa biết cái điều gì xảy ra. Thì theo ý của nhà báo Hoàng Linh như thế, và tôi cũng
thấy là cũng cái điều đó là nói đúng. Vả lại nếu có dự định rằng sẽ nói về thầy Minh Tuệ thì cũng sẽ không đưa lên ở cái nội dung của talk show này, bởi vì nếu đưa lên thì nó quá chấn động. Do đó thì tôi nghĩ rằng nếu như mà chị có dự định thì chị ấy sẽ lồng vào ở trong đấy, sẽ lồng vào ở trong đấy đó. Cái đó là cái điều thứ nhất. Và cái điều thứ hai, thêm một cái chỗ này nữa, cái chỗ là cái vấn đề gọi là quay xe của chị Hằng sau mấy ngày là bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội như vậy, thì chị Hằng liệu có quay xe là không nói gì về thầy Minh Tuệ hoặc là nói tốt cho thầy Minh Tuệ hay không? Đó là một cái câu hỏi, một cái vấn đề mà đặt ra. Và thực sự ra thì trả lời cái câu hỏi này thì nó phải nói thật sự ra là nó khó trả lời. Nếu như trước đây thì chúng ta trả lời được ngay, trước khi mà chị chưa đi trại giam đó, thì chúng ta trả lời được ngay là chị không bao giờ chịu thua ai cả, không bao giờ. Đó. Nhưng mà như nhà báo Hoàng Liêm phân tích là từ ngày mà chị vào trại rồi về đời đó, về đời theo cách nói của chị thì có một số điều có vẻ chị thay đổi, có theo cái hướng gọi là mềm hơn, chấp nhận cái việc thua thắng, chấp nhận việc là đúng sai là của mình, chứ không phải cứ khăng khăng là luôn luôn là cho mình là đúng. Điển hình là cái việc quay xe đối với cái vấn đề liên quan ông Phan Văn Mãi, thì chúng ta cũng thấy rằng vừa qua chị đã tuyên bố rằng ông Phan Văn Mãi không phải là người là gây ra cái cảnh tù tội cho chị ấy, và chị ấy là nói là các fan của chị ấy đừng có thù hận là ông Phan Văn Mãi, bởi vì thực ra là có thể là người khác ra lệnh bắt chứ không phải ông Phan Văn Mãi. Thì cái đó đó nhà báo Hoàng Linh là phân tích là có lẽ chị đã thay đổi sau khi mà đi trại về đó, còn trước kia thì chị khăng khăng không bao giờ nói cái chuyện đó. Thì tôi nghĩ đó cũng là một cái hướng để tham khảo. Chính vì cái chỗ đó, do đó trong cái ngày mà 20 tháng 10 này á, rất khó đoán điều gì sẽ xảy ra. Một mặt thì cái tính cách cố hữu của chị này là luôn luôn không chịu thua ai. Đã. Nhưng mặt khác là sau 2 năm rưỡi đi trại về thì có những cái sang chấn tâm lý, cái đó là chị tự thừa nhận. Ai cũng vậy, đi trại về là có sang chấn tâm lý, do đó có thể con người chín chắn hơn, và suy ngẫm trước sau hơn, nhiều hơn. Mặc dù cái tính cách cũ thì nó vẫn còn giữ theo cái kiểu như người ta nói là giang sơn khó đổi, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời đó. Thì cái bản tính gốc có nghĩa là một người là vừa quyết đoán, vừa là coi như không chịu nghe cái lời khuyên của ai, mình quyết cho mình, không ai có thể tư vấn được, thì cái đó là bản tính gốc. Nhưng mà cộng thêm với cái sự thay đổi sau cái thời gian dài gọi là bị rơi vào cái cảnh mà đi trại đi tù, những cái ngày mà gọi là rất là gian khổ, không ai mong muốn, con người không ai mong muốn những cái cảnh đó, thì có thể chỉ thay đổi lại. Do đó thì bây giờ nó rất là khó đoán. Theo ý của nhà báo Hoàng Linh là như vậy, thì tôi cũng đồng ý gần như là 90% cái phân tích này. Nhưng mà tôi thì tôi có thêm một cái ý là thế này. Ý dù thế nào thì tôi nghĩ chị ấy cũng sẽ có một vài cái nói nhắc đến sư Minh Tuệ.
tuy rằng không mạnh mẽ lắm nhưng vẫn có nói theo cái hướng là vẫn giữ một phần cái dụng ý cũ. Bởi vì nếu không thì là không phải là bà Nguyễn Phương Hằng. À, tôi nhớ hồi xưa có nhiều cái mà coi như là thí dụ như là cái chuyện mà đóng à, khóa báo, khóa báo báo có tài khoản đấy. Mà khi người ta phân tích ra thì đúng như vậy rồi thì chị ấy cũng cũng không đồng ý. Mà chị ấy dùng một cái lập luận khác. À, để chị ấy nói cho bằng được. Đấy, thì cái tính cách mà nói bằng được như vậy thì tôi e rằng nó cũng còn sót lại một ít. À, và chúng ta đã xác định rằng vừa qua chị Hằng có tấn công thầy Minh Tuệ, có tấn công nha, chứ không phải như các fan cứng của chị ấy bảo rằng là chưa nói gì đâu, không, đã mân nha rồi đó, đã có rõ, ý cũng rõ rồi đó, ý rõ rồi đó, ý rõ là phê phán thầy Minh Tuệ đó. À, nhưng ở đây bây giờ thì không có cái chuyện mà gọi là quay ngược lại khen thầy Minh Tuệ là không có, không bao giờ có. Và im lặng hoàn toàn cũng, theo tôi cũng không có. Nhưng có nói chút ít theo hướng phê phán. Tôi dự đoán là như vậy. Thì chúng ta chờ xem thử cái ngày 20 tháng 10 tới đây nó như thế nào nha bà con.